Trấn Thành bình tĩnh đáp trả khi bị Antifan mỉa mai là tiếng đàn. Em trai được giáo dục để ăn nói như thế đó hả? Trấn Thành đáp trả khi Antifan chúc hai anh chị Tiến Đạt và Harry hạnh phúc. Sau lời chia sẻ vết thương của vợ Harry Won, ông xã Trấn Thành đã bày tỏ tâm tư của mình trên trang cá nhân. Đăng tải khoảnh khắc tinh nghịch của hai vợ chồng, nam danh hài than vãn, bữa nay ai nhập bà ấy, lên sân khấu nhảy cho dữ, rồi tự đập nguyên cái micro vào con mắt. Giờ bà nói bà là bệnh nhân, cần được chiều chuộng và chăm sóc, rồi hành tôi sáng giờ, chịu nổi không? Sau khi đăng tải bài viết của nam MC, lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Tuy nhiên bên cạnh những ý kiến tích cực, bất ngờ xuất hiện bình luận từ anti-fan cố tình chế giễu Trấn Thành. Cụ thể một tài khoản mạng đã nhầm lẫn Trấn Thành thành Tiến Đạt và viết: "Anh Tiến Đạt mọc lại tóc rồi à, anh khác xưa quá, đẹp trai lên, chúc hai anh chị Tiến Đạt và Harry hạnh phúc." Ngay sau đó nam MC đã lên tiếng phản pháo khéo léo nhưng đầy sâu cay: "Em trai được giáo dục để ăn nói như thế đó hả?" Đoạn bình luận mà Trấn Thành đáp trả anti-fan khi nhầm lẫn anh thành Tiến Đạt. Trước đó, nữ ca sĩ Harry Won khiến người hâm mộ lo lắng khi tiết lộ về sự cố gặp phải lúc đi diễn tối. Theo bà xã Trấn Thành cho hay, cô đã bị thương ở mắt do micro đập vào khi đang diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, vết thương không quá nghiêm trọng. Harry chia sẻ, nhảy sung quá, tôi lại tự hại mình khi lấy micro đập thẳng vào mắt. Nên nó đỏ vậy đó, không ngủ và đi khám mắt, tôi khám xong rồi ổn nhé. Harry Won đi khám vết thương ở mắt do bị micro đập vào khi đang diễn sung trên sân khấu. Đây không phải lần đầu tiên nam MC đã bị nhầm lẫn thành Tiến Đạt. Trước đó Trấn Thành từng uống ức nổi đoá khi bị nhầm là Tiến Đạt lúc đang cùng Harry Won livestream. Hôm 12 tháng 2 2018 vừa qua, cả hai vợ chồng đã lên sóng trực tiếp trò chuyện với người hâm mộ. Ngồi trong xe ô tô, cặp đôi ngôi sao hào hứng hát hò biểu diễn theo điệu nhạc mình yêu thích. Giây phút vui vẻ của cặp vợ chồng ngôi sao bỗng dưng bị ngắt quãng khi gặp tình huống dở khóc dở cười. Theo đó, nam danh hài đã phát hiện ra một người hâm mộ đã nhầm anh là Tiến Đạt. Em chào anh Đạt và chị Harry. Dù không vui trong lòng, Trấn Thành vẫn giữ bình tĩnh và đáp trả nhẹ nhàng. Nói cho bạn biết, nếu như bạn ăn nói không có văn hóa như vậy, thì mời bạn ra khỏi chỗ này. Không nên vào ăn nói bậy bạ như vậy bạn nhé. Chúng ta là những người văn minh, nên không ăn nói được như vậy đâu bạn. Tôi nêu tin bạn lên cho mọi người biết luôn đấy. Không thể làm như thế được. Trời ơi, bây giờ là năm nào rồi mà còn ăn nói như vậy. Thật là hết nói nổi với bạn.